Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Ngọc và mình hiện tại đang học ngành Digital Marketing tại Đại học FPT. Thì mình đang là sinh viên năm 2 và sau khi mà ra trường thì mình muốn có một cái công việc nó liên quan đến chuyên ngành học của mình, như là quản lý một cái agency nào đấy, nó liên mà mình có thể hoạt động những cái lĩnh vực mà nó liên quan đến ngành học. Và ngoài cái kiến thức chuyên môn mà trường đã trang bị cho sinh viên thì mình nghĩ là trường nên tổ chức thêm những cái buổi đi thực hành ở những cái doanh nghiệp, gọi là buổi on-job training, để mình có thể có thêm được những cái kiến thức không chỉ là chuyên môn mà còn là kinh nghiệm mình đối nhân xử thế như thế nào ở nơi làm việc, để mình có thể gọi là làm việc được tốt hơn. Và để có được một cái công việc ngay sau khi ra trường thì mình cần phải trang bị cho bản thân những cái kiến thức mà nó liên quan đến chuyên ngành, liên quan đến thực tế. Và ngoài ra thì mình còn cần phải có những cái kỹ năng mềm và một cái CV thật đẹp để nhà tuyển dụng đọc và thấy hứng thú và sẽ phỏng vấn mình. Còn sau 5 năm tốt nghiệp thì mình mong muốn được trở thành một người có chỗ đứng ở trong công ty, giống như kiểu là một quản lý hoặc là một leader của dự án. Và trong các hoạt động sinh viên liên quan đến chuyên ngành thì hoạt động mình yêu thích nhất đấy chính là những cái buổi mà webinar. Tuy nhiên thì mình có đề xuất vào trong những cái hoạt động này thì nên tổ chức những cái buổi webinar nó giống như là series và nó liên tiếp nhau và nó bổ trợ cho nhau, thì như thế thì cái kiến thức nó sẽ được sâu áp dụng, mình sẽ được tiếp cận với cái kiến thức một cách sâu hơn và rõ ràng hơn, chứ không phải là kiến thức kiểu như mình chỉ tiếp cận được một ít qua một cái buổi webinar duy nhất. Thì đấy là cái đề xuất của mình cho cái hoạt động liên quan đến chuyên ngành. Mình thì có từng nghe đến câu lạc bộ BEC, câu lạc bộ nghiên cứu của trường, nhưng mà mình chưa từng tham gia vào. Và đấy là câu trả lời của mình cho cái buổi khảo sát một trong môn học Marketing 201. Cảm ơn các bạn.